Những người này đã làm những điều ngu ngốc khiến họ phải hối hận ngay lập tức. Khi đã nhận cái kết đắng thì tất cả đã quá muộn. Hôm nay chúng ta cùng xem để không vấp phải giống như họ nhé. Những người đàn ông này có lẽ đã đánh giá cao sức mạnh của mình quá rồi. Họ nghĩ rằng có thể kéo được cái cây khổng lồ này ngã theo hướng mà họ muốn. Nhưng tất cả đã không theo như kế hoạch. Cái cây đã đổ ập ngay trên nhà của họ. Cô gái này đã nhờ bạn trai của mình chụp ảnh với một cái view đẹp tuyệt vời như thế này. Vì sự vụng về của mình, cô ấy thay vì có một bức ảnh đẹp thì lại có một bức ảnh để đợi. Anh chàng này đang hướng dẫn mọi người sử dụng điện thoại để mở nắp chai. Chưa kịp thể hiện trình độ của mình thì cái điện thoại của anh ta coi như toàn luôn. Không hiểu tại sao anh ấy lại muốn đập vỡ cả chai đó. Sau nhiều lần cố gắng thì anh ta đập vỡ luôn cả cái lò nướng. Chắc giờ anh ấy đã thấy hối hận với việc làm ngu ngốc ấy của mình rồi. Những cô gái này đã quyết định sử dụng ống sưởi để uống tóc. Đợi không như là mơ. Các cô gái đã phải hối hận với việc làm ngu ngốc đó của mình, khiến tóc của cô gái cháy rụng hết ra. Anh chàng muốn thể hiện trình độ ném rác của mình ở một đẳng cấp khác. Và ngay sau đó, anh phải đi lượm rác do chính mình thải ra. Bà lão này đã không tin phản ứng giữa Coca và Mentos, nên bà đã ung dung làm thí nghiệm và ngay lập tức nhận một cái kết tồi tệ thảm hại. Cô ấy đang cố gắng chỉnh tư thế để tạo ra những bức ảnh đẹp. Lẽ ra cô ấy nên chọn một tảng đá an toàn hơn, vì cô ấy vừa bị sóng cuốn trôi luôn rồi, không biết còn tinh thần để chụp ảnh nữa không. Mặc dù đã biết đường bị ngập, nhưng tài xế xe ô tô đen vẫn cứng đầu cố chấp lao qua. Và tất nhiên hậu quả đến ngay lập tức. Không biết bây giờ anh ấy đã thấy cái ngu của mình chưa. Đừng bao giờ tin và thử nghiệm những mẹo ở trên Internet, bạn sẽ phải hối hận đấy. Anh chàng này quá tự tin vào tài nấu nướng của mình, kết quả là vừa không có ăn và vừa phải đi mua cái chảo mới. Tất cả chúng ta đều thích xem những tấm ảnh đẹp về hóa trang, và đây là những gì phía sau của những người tạo ra những bức hình ấy. Cô ấy đã bất lực và không thể nào rửa sạch được những vết sần đấy. Đừng bao giờ đứng gần bàn nhạc kèn đồng, vì bạn sẽ phải chịu những cú đánh vào đầu đau như cô gái này đấy. Anh ta đã không đánh golf bằng gậy mà lại quyết định dùng chân để đá. Chiếc giày cùng với quả golf đã cùng bay đi với nhau luôn rồi. Cậu ta chắc đang muốn thử trình độ đánh golf của mình, nhưng đã không phù hợp với địa điểm trong nhà. Nó đã khiến bóng đèn bị vỡ vì sự ngu ngốc của cậu. Cô ấy đang muốn thư giãn trên ghế sofa ở bể bơi, và chưa kịp có những bức ảnh đẹp thì cô ấy đã phải uống nước rồi. Cô ấy có lẽ đã đi ra ngoài nắng quá lâu, khiến mặt của cô ấy bị táp nắng, phân thành hai màu rõ rệt. Lần sau cô nên bịt kín hơn, chứ nhìn như thế này trông tội quá. Cái kết cho những ai trêu kẹo mèo, chúng nó sẽ trả thù bạn ngay sau đó đấy nhé. Các bạn gái đã bao giờ làm những điều ngu ngốc như thế này chưa? Cứ nghĩ rằng mình có thể tự cắt máy mà không cần tới tiệm, và phải hối hận với tác phẩm do chính mình tạo ra. Người đàn ông này nghĩ rằng những tảng băng này rất chắc chắn, nên đã nhảy lên mà không chút sợ hãi. Ngay sau đó, anh ấy đã phải hối hận với hành động của mình.
Anh ta đang bày mẹo cho mọi người cách làm sạch vết bẩn trên áo bằng băng keo. Vết bẩn chưa được làm sạch thì cái áo đã bị anh ấy xé toạc luôn rồi. Hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng tiếc bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.